Giới thiệu cho anh em mình đây là dàn mini CM31 nhá. Trắng tinh ngọc trinh. Thì loa thì là cái ê căng này nó bẩn nhá. Anh em mình về giặt đi phát là mới kính cong luôn. Thì con này tất cả các chức năng là chạy hoàn hảo. CD, AUX, USB và đằng sau là cổng kết nối LIN. Tất cả đều hoạt động ok anh em nhé. Và con này để giá cho anh em mình với mức giá là 1,5 triệu, 1 triệu 500 nghìn. Năm nay thì quá rẻ rồi. Năm ngoái thì 1 triệu rưỡi thì chỉ mua được một nửa bộ thôi. Còn năm nay thì mua được cả bộ. Thì anh em mình ai có nhu cầu nhé, thì liên hệ cho Kiệt Audio theo số điện thoại là 0326 326 338. Trực tiếp 390 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội nhé. Đây mình thì kết nối bằng Bluetooth. Đặc biệt anh em mình có thể kết nối kiểu USB bằng Bluetooth được nhá. Mua một cái USB bằng Bluetooth nó khoảng 40k là cái loại đấy là dùng tương đối tốt rồi. Thì là anh em mình cắm vào xong là thu điện thoại thì là nó như là một cái dàn thông minh. Và giá để cho anh em mình với mức giá là 1 triệu 500 nghìn. Ai có nhu cầu thì alo cho tôi theo số điện thoại 0326 326 338. Xem trực tiếp 390 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Thank you.